Dạ em bánh chào quý ông bà cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của em. Hôm nay thì em đang đứng ở đây là thị xã Tân Châu cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ ghi hình chợ Tân Châu cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, cái phía ngoài là phía hoàn cảnh bên ngoài chợ là cô chú anh chị. Phía này hoàn cảnh bên phía ngoài chợ đây cô chú anh chị. Đó. Dạ thì em mời cô chú anh chị đồng hành cùng với em đi vào chợ Tân Châu xem người ta buôn bán như thế nào cô chú anh chị. Mình sẽ đi đường này nha. Đó. Đang sẽ đi đường này vô nè. Chợ Tân Châu thì em mới lên lại đây lần đầu tiên, em không biết cái đường nào đi nữa. Em đi thẳng với đường này vô ghi hình cho cô chú anh chị cùng xem. Đó, dài vô đây nè cô chú. Đường này là chắc đi vô chợ chính nè. Phía trước chợ này thì người ta bán tiệm vàng rất là nhiều. Đây thì bán bông hoa này kia nè cô chú. Đường vô chợ bông hoa rất là nhiều luôn nha. Đó. Đồng hồ này kia nè. Hoa trang trí. Còn bên đây là quần áo này kia nè cô chú. Dép giày đầy đủ. Ở trong này là dép giày đầy đủ nha cô chú anh chị, nhiều lắm. Đó. Vô đây ra hồ và lựa nhiều mẫu lắm nha. Đó. Bên đây thì quần áo nè, giải nè. Đó. Rất là nhiều giải này kia luôn nha. Bên đây là chợ Bách Hóa. À, chợ Bách Hóa thì bà con người ta bán quần áo rất là nhiều. À, giờ đây này cho chú rất là nhiều quần áo luôn. Rồi về đây nè cô chú. Đồ rất là nhiều luôn. Ở đây là chợ rau quả với chợ cá đồng đâu chị? Bên kia hả chị? Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Ở đây thì mấy cô nè bán đồ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Đó, áo nam có áo nữ có nha. Đầy đủ luôn. Đó, còn chú anh chị cứ đi đây ủng hộ chị ở đây nha. Đây. Đó. Đồ nữ có nhiều mẫu rất là đẹp nha. Đây, đó. Đây. Rồi kênh em là đây đó Châu Phú. Cảm ơn mấy chị ra, chúc mấy chị sức khỏe nha. Ở bên đây thì bán đồ ăn rất là nhiều nè cô chú. Đây bên đây thì bán đồ ăn rất là nhiều nha. Đó. Khu này là đồ ăn nè. À, khu ăn uống chợ Tân Châu nha cô chú, có đi đây cũng ủng hộ mấy cô đây nha. Bún này kia nè. Đó. Bún bò quế nuôi đầy đủ, cô rất là vui luôn. Sáng giờ bán đổi không cô? Được ha. Dạ rồi, con chúc cô sức khỏe nha, chúng ta bán đắt hàng nha cô. Đó, cơm mì hủ tiếu nha, cô bán đầy đủ. Bên đây thì có bán cà phê nha cô chú anh chị. Đó. Bên đây thì cô có bán cà phê luôn. Đây. Đó, mì hủ tiếu đầy đủ, trong này bán là rất là phong phú nha, đồ chay có, đồ mặn có luôn nha. Đó, cô bán cơm nè. Đó, mì rất là ngon. Ở bên đây thì có bán bánh nè cô chú. Bánh ở trong này cũng có bán bánh rất là nhiều luôn này nha. Đó, bánh rồi bánh lọt này kia đầy đủ. Chị cho em hỏi đây là chợ cá với chợ rau nằm đâu vậy chị? Phía đó đó hả chị? Rồi cảm ơn chị nha. Đó, quá thơm luôn, bánh lọt quá thơm. Rồi cảm ơn mấy chị nha, chúc mấy chị mới đắt hàng ha. Đó, rồi em sẽ đi hình ghi hình qua chợ cá bên kia nha cô chú anh chị. Phía ngoài này là chợ Bách Hóa, bên đây là mới là chợ cá nè. À, kênh của em thì thường là quay chợ cá nhiều, nếu có thời gian thì em sẽ ghi hình cho Bách Hóa cho cô chú anh chị xem nha. Đó, ở bên đây thì có gặp nè. Bán gì ghé chú ơi. Đó, bà bán bánh này kia nè. Có gì ghé chú. Dạ con xin đi quay phim con.
đây là cà na luộc ha. Cà na. Cà na luộc đường. Cà na luộc. Đó, các bạn ngon luôn nha. Sâm tôi bán sạch é đầy đủ. Nè cái này dừa à. Đó quay mấy đó đi. Dạ, cái này là cải hả? Cái đó hả? Mứt dừa. Mứt dừa màu sao nó hơi ấy ha, thường thường tôi thấy mứt trắng. Cái này này nó non ha, dừa non ha. Này đường dừa non. Dạ, dừa non nó mới ngon vậy hả con? Dạ, dạ được rồi con, cảm ơn con. Thử miếng đi. Dạ được rồi, được rồi. Thử cho biết. Được rồi cô. Nó đen đen nè. Nó đen nhưng mà nó rất là ngon ha. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi. Rất là ngon luôn. Mứt dừa rất là ngon cô chú anh chị. Một ký nhiêu vậy con? Dạ. Một ký mình bán nhiêu? 150 ha. Quen quen này chia cho 120 được. Dạ. Tại cái này vừa sữa. Ngon vừa sữa, rất là ngon. Ngon. Cảm ơn chú. Rồi, con chúc cô bán đắt hàng nha. Dạ. Chúc sức khỏe luôn nha cô. Mai mốt rồi có ai giới thiệu. Dạ dạ dạ, cô bán hạt sen này kia đầy đủ nè. Dạ, hạt sen đó. Sắp tới lễ Trung thu nè. Dạ, nói cô chú anh chị có đi chợ Tân Châu để ghé ủng hộ cô nha. Mua mứt dừa ha. Rồi con chúc cô bán đắt hàng nha. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn cô. Chú quay cái này làm chi vậy? Con quay cho bà con xem, đưa lên YouTube rồi quảng cáo cho mấy cô bán hàng luôn. Đúng hả? Ừ, dạ. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn chú. Dạ. Quay xấu luôn. Dạ. Rồi chúc cô bán vé số đắt hàng nha. Ở đây thì bán cái này kêu bằng là à, bánh tráng gì nè phải không chị? Bánh tráng Tây Ninh ha, nhìn rất là ngon nha. Đó. Rất là ngon mua bạch. Đó, nhìn rất là ngon luôn. Ngon mua bạch chén. Dạ. Rồi em chúc chị bán đất hàng làm tại chỗ luôn hả chị? Ở đây cạnh na. Đó, đầy đủ luôn cạnh na, rồi trăm bố lượng con câu đầy đủ. Trong này là thiên đường ăn uống rồi. Quá nhiều đồ ăn luôn à. Nhận làm bánh làm xôi gì luôn kìa. Chị rất là giỏi nha. Rồi em chúc chị bán đất hàng nha chị. Bên đây thì trái cây này cô chú anh chị. Trái cây rất là phong phú nè. Trời này trái cây rất là nhiều luôn nè. Bên đây nguyên cái dãy này là trái cây rất là nhiều luôn nè. Rồi. Cây bánh ở trên này nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Rồi. Đó. Rồi rồi đây thì cái cây bánh được ăn rất là nhiều. Đây. Gỏi cuốn. Rất là ngon nha. Cô bán gỏi cuốn, gỏi đu đủ đầy đủ. Rồi con chúc cô bán đắt hàng cho cô. Ở bên đây cũng gửi cuốn nè. Trong này là thiên đường đồ ăn luôn. Đồ ăn rất là nhiều. Đây nó có thịt heo quay luôn nè cô chú. Rất là ngon nha. Gửi cuốn cô ho. Cô hỏ. Cô hỏ. Đây là chị bán bánh in nè. Mứt đầy đủ. Ở trong này thì đồ ăn rất là nhiều nha cô chú. Đây. À, rất là nhiều. Bạn này quay rồi mà hết hàng giờ luôn rồi kìa. Không còn gì hết trơn á. Mà chị thằng ới à. Đó à, này còn nem nướng nha cô chú, rất là ngon nha. Chú anh chị có đi chợ Tân Châu thì ghé ủng hộ chị nha. Rất là ngon luôn. Bún rồi cơm tấm chị bán đầy đủ. Chị có bán bún cua luôn nè cô chú. Đó cứ đi đây ủng hộ chị nha. Rồi chúc chị sức khỏe nha chị bán đắt hàng nha. Bún thịt này kia đầy đủ nha cô chú. Rồi ở đây thì cô bán ba khía nè. Ba khía miền Tây nha, rất là ngon. Sáng giờ bán đỡ không cô? Lai dai con ơi. Lai dai ha. Sáng giờ cô mới được 4-5 kg gì cho. À, cô bán ba khía rất là ngon luôn. Một ký hôm nay anh bán được nhiêu tiền? Cái này nè. Ký 200. Còn cái con này con nguyên. Thì con 150 ha. Rồi. Rồi con chúc cô sức khỏe nha, bán đắt hàng hết cô. Dạ.
Đó, dài dài đây là tới chợ cá này cô chú anh chị. Đây cá rất là nhiều nha. Đó, khô nè. Đây cua bánh khô. Đây, đó. Khô cái sặc này kia nè cô chú. Đó. Đây chị bán chả nữa nè. Chả. Và YouTube bán ới quá chết. Quay lên mới bán đắt nè chị. Đó, chả này kia nha, gỏi đầy đủ nha. À, chúc chị sức khỏe cho chị. À, dài dài đây này cô chú, nông sản nha, nông sản rất là nhiều đây nè. Đây, à, đây nông sản đây. Mà lâu quá không có tổ mình mới đi à. Dạ, bông súng nha, bông súng của cô rất là ngon nha. Nè, gần đây bán đất hàng không cô? Dạ được. Được ha. Dạ. À, sáng giờ cũng đông khách thế cô. Dạ. Đó, cô bán đồ nông sản rất là ngon nha cô chú anh chị. À. À, cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe nha. À. À, cô chú anh chị có đi chợ Tân Châu thì cái ủng hộ cô nha. À, đồ của cô là rất là tươi ngon. Rồi, cảm ơn cô. Đây dài dài đây cũng nông sản này cô chú. À, mùa nước nổi thì thấy bông súng này rất là nhiều, chứ mùa kia thì không thấy đâu, mùa này rất là nhiều rồi, với bông điên điển. Đây nè, nó như leo này kia nè. Đấy. Đây cô bán cá muối, cá lóc muối nha cô chú, rất là ngon nha. À, tép luôn. Còn nhiêu là hết hả cô? Tép rất là ngon, tép này nấu canh tép à. Rồi chúc cô bán đất hàng nha. Đó, cảm ơn cô. Đây thì bánh tét đây cô chú. Đây. Đó, bánh tét. Chả nè. Ồ, chả. Chả cái ngon luôn, còn con này rồi. Con nhộng hả cô? Một ký mình bán được nhiêu tiền cô? 100 ngàn một ký nha. Dạ. Yeah. Mình thấy rất là đại, rất là ngon. Cô làm cái chả nè. Cái này mình điếm cô ta hay là mình làm nhà? Cô làm nhà đúng ha. Con cá này thường là cá gì cô? Cá thắt lát hả? Ồ, cá thắt lát cái giá cao dữ ha. Ký 300. Ký cái thắt lát là 300 ngàn nha cô chú anh chị. Đó, có đi chợ Tân Châu ủng hộ cô nha. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. À. Đây cô có bán khô luôn hả cô? Cô bán khô luôn nè cô chú anh chị. Rất là ngon nha. Cô rất là ngon luôn. Rồi giờ này thì có bán cá rất là nhiều nè cô chú. Đây. Đó mà đây có cá đồng nè. Cái đồng, cái đồng, cái cua, cần cua, cái kết, cái chốt đầy đủ nha. Đó, cá linh. Chú anh chị có đi đây ủng hộ mấy chị đây nha. Bông súng nè. Cái chép. Chị bán cá ép nè. Ồ, rất là ngon nha. Chị bán cá sông cơ mà. Sáng giờ bán đất không chị? Ấy chết. Ấy ha. Con cá chép ha, mà nãy giờ chơi mua cá ép ha. Cái cốc ha. Cái cốc mình làm gì ăn ngon chị? Kho lạc. Kho lạc đây ha. Rồi. Sao mình cắt ra rồi? Cắt ra cho ta dễ ăn. Vậy hả? Ờ, cắt ra cho ta dễ ăn. Rồi, chúc chị tí bán hết này nha. Cá ép nè, rất là ngon. Nghe nói cá ép giờ nướng ăn ngon lắm nè. Rồi, chúc chị sức khỏe nha. Rồi cái kết này có linh tôm đủ đủ nha cô chú. Rồi có mấy cô bán đông sản cái tôm mà. Thì ngoài này có một dĩ đông sản cái tôm nha cô chú chị. À, tôm đây bán cầm cua nè. À, cầm cua rất là ngon nha. Nó cua đồng chợ Tân Châu thì cua đồng rất là nhiều đây. À, dạ, cua rất là ngon nha, đó, cua đồng. Đó. Ở đây thì chị bán bánh cho chợ Tân Châu nha. Giả luôn hả? Cốm dẹp đây kia đầy đủ nha. Vậy hả? Quay lên giả luôn ha. Đó này là. Quay rất sáng, cái đồ nhiều lắm. Dạ. Nói chung cũng đầy đủ luôn nè. Ba thứ thằng cua dữ luôn. Cần cua rất là nhiều luôn. Dạ, anh quay bà này. Thôi, dạ. Chị dấn, chị quay rồi. Dạ. Không quay bà đi, mình
quay sắp tới là bán đất hạn chứ có gì đâu. Chị bán chè nè, chè bắp luôn hả chị? Chè bắp khoai đầy đủ nha. Đó, cô chú anh chị có đi để ủng hộ chị nha. Đây, chợ Tân Châu, đây đó Châu Phú. Dạ. Mở coi liền, mở coi, dạ. Dạ. Tại hồi đó giờ nó chưa có chồng đó. Chưa có chồng luôn hả chị? Giờ đó giờ luôn hả? Ừ. Không, hai đứa con mà không có gì, sống chồng vậy là. Vậy ha, vậy là có hàng khuyến mãi ha. Có hàng khuyến mãi luôn. Dạ, đó. Có hai đứa con mà. Mấy anh nào mà có kết chị ở đây thì về Tân Châu gặp chị nha. Chị bán chè ở chợ Tân Châu nha. Đó. Rất là vui vẻ luôn. Kiếm thằng không có chạm mà đợi. À. Mình giờ mình kiếm thôi, có duyên thì gặp thôi đó chị. À. À, vậy là còn chồng với chị. Nói vậy thì sống châu là hai nghe. Nguy hiểm quá. Rồi chúc chị bán đất hàng với chị. Ở đây thì chị bán sâm bổ lượng nha. Đầy đủ luôn, bánh lăn rồi cơm rượu đầy đủ. Bánh lăn chiên. Vậy chơi đi đâu sâm bổ lượng. Đầy đủ luôn nha, chị chiên tại chỗ luôn. Đó, nhìn rất là ngon. Mình bán đây cũng lâu năm rồi hả chị? Một cái gì bán được bao nhiêu tiền? Một cái có 5.000 thôi. Bánh kia bánh căm mặn nha. Có đầy chuối chiên phê mì. Chuối chiên phê mì luôn. Rất là ngon. Dạ, em chúc chị sức khỏe nha chị. Cô bán cái số. Rồi, đang chung ra nữa. Bây giờ mình sẽ đi đường này nha cô chú. Đây là cá biển nè. Bây giờ đây cũng có tôm, bên kia đầy đủ là cá kết. Đầy đủ nha cô chú. Đó, mình qua đó đi hết rồi, giờ mình đi đảo vòng chỗ này cô chú ơi. Ở đây thì có bán gà vịt cũng rất là nhiều. Đây, cô. Tép cô đầy đủ. Ở đây là thấy chị có bán cá nè. Đó. Thịt chà rất là to luôn. Thịt chà, cá hú đầy đủ. Cá mì dinh. Cá chà nào mà là cá chà? Cá hú hả chị? Cá giấu, nào mà là cá chà? Cái gì, cái này cái gì? Giấu. Dạ. Đó, nhìn thấy lão em không biết. Cảm ơn chị chia sẻ nha. Còn bên đây là cá gì chị? Cá bông lao. Cá bông lao ha. Cá bông lao, cá hú, dạ, cá mì dinh, cá mình ngon nha cô chú. Tới đi chợ Tân Châu ghé hội chị nha, thì rất là vui. Cá chập luôn nè, cá chập này bao nhiêu ký vậy chị? Lâu con ký mấy nha? 400. 400.000 là ký mấy nha? Cá chập ghé đầy đủ luôn nha, rất là ngon nha cô chú. Có đi đây ủng hộ chị nha. Rồi, chúc chị bán đất hàng nha, chị rất là vui vẻ. Tôm có luôn nè, chị có tôm đầy đủ, cá sủ luôn nè. Em đi quay chế nhầm khi nhiều con cá mà không biết chị. Còn qua bên Kiên Giang là thua luôn, người ta nói gì nghe chứ không biết đường con cá nào luôn. Rồi cảm ơn chị nha. Đây thì cá đồng, cô bán cá đồng nha. Cái gô đồng nè. Cái này cá biển đó cô. Sủ mình. Cái sủ ha. Cái sủ đồng mình nha. Dạ. Có chiếc điện thoại luôn hả? Chị bán ship hàng luôn hả gì? Em bán chợ Thanh Châu An Giang anh ơi. Ship hàng luôn ha, ship hàng em đi luôn ship ha. Luôn. Ồ dữ dằn ha, ship luôn. Đó, đây, giới thiệu cho chị em đây, quay lên có đi cặp anh ơi. Luôn ha. Ồ nó. Có đi đây ghé hội chị nha. Đó. Chợ Thanh Châu rồi. Đây. Đó, lỗi đi cả. Có số điện thoại luôn nha cô chú anh chị, có gì ủng hộ chị nha. Lại đi có mấy con à. Rồi, cảm ơn chị nha. Đó, đây có mực luôn rồi cô chú. Lại đi, tôi đây. Bán cái chợ đi. Có cái đầu chua. Đây. Mực luôn này đủ luôn nha cô chú. Đó, rất là ngon. Rồi. Đây có cua biển luôn nè. Cua biển, rồi tôm đầy đủ nha cô chú. Có lăn đây, cá lăn rất là ngon. Trên này là chợ cá nè cô chú anh chị. Ở bên đây thì có những cô bán những cái cây thịt nha, thịt rất là nhiều luôn.
thịt thì anh thấy ghi hình xa xa cho cô chú anh chị xem. Đó. Ở đây thì mấy cô bán cá nè. Tại Tân Châu thì mấy cô rất là vui vẻ. Đó, cô chú anh chị có đi mua cá vô đây ủng hộ mấy cô nha. Nói chuyện là cô nói là như là bán hơi chậm bây giờ tụng nha, nói chuyện nó mới vui phải không? Nói chuyện mới vui chứ đâu có ai người mà mua đâu rồi nói chuyện rồi, đâu đông quá rồi có thời gian đâu nói chuyện nha. Giờ không ai đi chợ mới nói chuyện gì. Dạ, sáng giờ cô bán được nhiều chưa? Bán chưa? Gần hết rồi, con thấy gần hết rồi. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ngày mai bán đắt hàng hôm nay nha. Đây chị cũng bán cá linh này kia đầy đủ nè. Chính là nửa ký cá linh đó. Cá linh nè, rất là ngon nha. Cá linh bữa nay to quá to rồi. Cá linh bữa nay là nấu canh chua ăn được rồi nha. Rồi, chúc chị sức khỏe nha, bán đắt hàng chị. Cái vô. Đó, bên đây thì những cái cây thịt này cô chú rất là nhiều nha. Cô chú anh chị có mua thịt vô đây ủng hộ mấy cô trong đây nha. Rất là nhiều thịt luôn. Ở đây thì có bán cá tôm nữa nè. Rồi, cá tôm. Bây giờ anh không có tiền, tiền nó nhiều quá thì chạy một bữa em có. Ở cái vùng này thì thấy có thịt lối nhiều lắm cô chú anh chị. Đã nói bò luôn hai tôi nè. Đó, anh nội. Ở bên đây là chợ cá nha cô chú. Tiếp ngoài này là đi ra này là tới ngoài là luôn rồi. Rồi ngoài này thì mấy cô bán đồ gia dụng rất là nhiều rồi. Nó không có xương. Dài dài khu trước này là đồ gia dụng nhiều lắm. Để ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Đây nè. Tiền trước này là đồ gia dụng nhiều lắm. Đó. Dạ em muốn mua anh. Đó, đồ gia dụng nè, đồ mũ này kia đầy đủ nha. Đó, này là phía bên ngoài của chợ Tân Châu rồi cô chú. Đó. Thì nãy chị em đã ghi hình hết cái chợ Tân Châu đó cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em ha. Rồi, cuối video thì em chúc cô chú anh chị mình một ngày thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Cái hoàn cảnh bên ngoài chợ Tân Châu. Rồi.